Bưởi da xanh mà Hương vừa mới hái. Bưởi da xanh này da nó hơi xấu nhưng mà ăn rất là ngon. Mới sáng chưa ăn gì mà đã ăn bưởi rồi. Cái vỏ nó màu hồng. Cái vỏ của nó đây màu hồng hồng, nhìn rất là đẹp luôn. Giờ mình lọc nó ra. Wow, hình như tái này bị khô rồi mấy bạn ơi. Cái vỏ này mình cũng có thể làm chè bưởi được nữa. Mình cũng có một cái clip chè bưởi đó, mấy bạn nhớ vô coi nha. Vỏ màu hồng. Mình tách muối nó ra, tách cái muối bưởi ra luôn. Thank you.
chào mọi người. Mình là lột bưởi xong rồi. Bây giờ là tới công đoạn ăn mà thôi. Đây là bưởi da xanh. Các bạn coi nè, đẹp không? Sun.